Dịch bệnh COVID-19 đã một lần nữa cho thấy rõ công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đang càng được chú trọng. Qua các đợt dịch từ năm ngoái đến năm nay, nhận thức của cộng đồng đã có những thay đổi rõ rệt. Tại Hà Nội, ở các khu chung cư, các khu phố, hầu hết người dân đã chủ động thực hiện các yêu cầu phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người bên cạnh và nhiều biện pháp về vệ sinh môi trường để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tại nhiều khu dân cư ở Hà Nội, trong đợt dịch này, nhiều người đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Với đặc điểm mật độ tập trung đông dân, dễ lây lan dịch bệnh, việc duy trì thói quen vệ sinh sạch sẽ, thực hiện các biện pháp phòng dịch đã trở thành công việc thường xuyên, bắt buộc ở chung cư này. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch lần trước, lần này các hộ gia đình chúng tôi cũng chủ động hơn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Trong sinh hoạt hàng ngày thì phân loại rác thải. Còn với những công nhân vệ sinh môi trường ở nhiều địa bàn của Hà Nội, tất cả những dụng cụ như đồ bảo hộ, khẩu trang thì luôn sẵn sàng. Nhưng thời điểm dịch đang có nguy cơ lây lan như hiện nay thì mọi người luôn có tinh thần chủ động phòng dịch là chính. Chúng tôi luôn luôn phải tự phòng vệ cho bản thân mình. Thứ nhất là đeo khẩu trang đầy đủ và nước sát khuẩn, trang bị những cái bảo hộ cần thiết nhất để đảm bảo cho mình và cho cộng đồng. Lượng rác bình quân thấp hơn những ngày thường, không có dịch khoảng 10% do nhiều dịch vụ nhà hàng tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, kể cả ở những khu không bị cách ly, công nhân môi trường đô thị cũng hướng dẫn người dân để riêng rác thải khẩu trang vào từng túi. Là công việc thu gom tiếp xúc với rất là nhiều chất thải sinh hoạt và thu gom trên đường thì tiếp xúc rất là nhiều người nên cái nguy cơ lây nhiễm dịch rất là cao. Do đó chúng tôi thường xuyên tiến hành là phun khử khuẩn định kỳ 2 ngày một lần. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt nên hầu hết các gia đình, các cá nhân đều có ý thức vệ sinh môi trường. Đặc biệt các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đều có kế hoạch chủ động để phòng chống sự lây lan của dịch Covid.